Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày 3 Tây tháng 2 năm 2021 Và bây giờ là khoảng 7 giờ tối, tối ngày thứ tư Tại Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được ngày hôm nay cũng là một ngày rất là tốt trong thị trường Bitcoin bây giờ các bạn thấy được là muốn xây quanh cái mức là 38.000 Hồi cách đây khoảng chừng là vài tiếng các bạn thấy được là giá Bitcoin đã lên tới cái mức là 38.363 có nghĩa là các bạn thấy là Bitcoin đã có một sự tăng trưởng trong vòng thời gian là 24 giờ qua Và không chỉ riêng là Bitcoin mà các bạn thấy được là Ethereum Cũng có một cái sự tăng trưởng Ethereum Bây giờ cái mức là 1672 nhưng mà cách đây không lâu Cách đây một tiếng đồng hồ Ethereum đã lên tới mức là gần như là 1700 đô Tiếp tục cái đường tăng trưởng mà chúng ta đã có bắt đầu từ ngày hôm qua Thì chúng ta thấy là thị trường chúng ta nhìn chung ngày hôm nay đi thì các bạn thấy được là thị trường ngày hôm nay là thị trường rất là tốt, có rất nhiều những màu xanh. Tuy nhiên, cũng có một số những màu đỏ nhưng mà phần lớn là màu xanh và chúng ta nhìn vào một số những cái đồng lớn ngày hôm nay đi hôm refresh gian này lại thì các bạn thấy được là chúng ta đang nhìn vào tình hình của ngày hôm nay ở trên con thì trên con kết các bạn thấy được là chúng ta có một số những cái đồng như là bitcoin thì hôm nay đã tăng 5,5% tăng 24,6% trong giờ một tuần qua ethereum tăng 9,8% tăng 34% trong vòng một tuần qua tether chúng ta sẽ không nói tới Polkadot thì tăng trong giờ một tuần qua đã tăng 35,7% XRP thì tăng 1,3% Trong giờ một tuần qua đã tăng 54,3% Cardano tăng 1,7% Trong giờ một tuần qua đã tăng 39,8% Và các bạn thấy được là nhiều đồng Và nhiều đồng Allcoin tăng trưởng rất mạnh ngày hôm nay Trong đó chúng ta có những đồng Như là các bạn thấy được là đồng Chainlink cũng tăng Đồng Binance Coin cũng tăng Và đồng Binance Coin bây giờ Là đang ở cái mức là gần như cái mức cao nhất trong lịch sử rồi Các bạn thấy được là bây giờ là 52 đồng 89 cent trong khi mà Binance Coin cao nhất là cái đây vào tới đồng hồ là 53 đô cho nên các bạn thấy là rất nhiều đồng và rất nhiều đồng đang ở đỉnh thời điểm hiện bây giờ và chúng ta nhìn vào những đồng altcoin nhỏ hơn thì các bạn thấy được là cái phần trăm tăng trưởng nhiều hơn như là chúng ta nói về đồng Uniswap đi bây giờ đã lên tới 21 đô 39 cent rồi A về 35 đô 6 cent Dogecoin 15 đô có nghĩa là tăng 12,1% và A về tăng 35,6% Dogecoin tăng 15, và các bạn thấy đưa ra rất nhiều đồng nhỏ hơn thì cũng có cái sự tăng trưởng mạnh chúng ta nhìn vào tài liệu trong vòng 24 giờ qua thì các bạn thấy được là đồng UMA đứng hàng thứ 34 tăng 91% trong vòng một ngày AV chúng ta mới vừa nói tới tăng 35,6% các bạn thấy được Switchboard tăng 26,2% Nexo 22,9% Polkadot 21,9% Sushi 20,3% Alpha Finance tăng 19%, Solana tăng 17,9% thì có rất nhiều và rất nhiều những altcoin coin nhỏ tăng trưởng thì chuyện gì đang xảy ra thì một chuyện điều các bạn cần nên hiểu bây giờ đó là tình hình là các bạn thấy được chúng ta đang nằm ở trong một cái mùa bull market và giá cả bây giờ là vẫn tiếp tục phụ thuộc vào tình hình của Bitcoin và các bạn thấy được là Bitcoin nếu như mà cứ tiếp tục có cái sự tăng trưởng nhẹ nhẹ như vậy và cứ tiếp tục đi trong cái phạm vi là từ 30.000 cho đến 40.000 thì các bạn sẽ thấy được là một cái tình hình rất tốt cho những cái altcoin để altcoin có thể tiếp tục có sự tăng trưởng. Nhưng mà nếu như mà Bitcoin mà có cái vấn đề gì đó giả sử như Bitcoin đột ngột đi xuống mạnh hay là đi lên mạnh thì cái sự tăng trưởng của những cái altcoin đều sẽ bị ngưng lại tại vì vốn hóa sẽ đẩy ngược trở về Bitcoin. Các bạn có thể biết là khi Bitcoin có cái xu hướng đi xuống mạnh thì nhiều người sẽ hoảng sợ và lúc đó nhiều người sẽ đẩy tiền vào trong Bitcoin tại vì họ lo sợ những đồng khác Sẽ có cái sự sụp giá mạnh hơn Và sẽ có nguy hiểm cao hơn Và ngược lại khi Bitcoin tăng trưởng mạnh Thì nhiều người sẽ đẩy tiền ngược chi về Bitcoin Để không bỏ lỡ cái sự tăng trưởng đó Cho nên khi mà Bitcoin do động mạnh Thì các bạn sẽ thấy được là tình hình Sẽ là không tốt cho những cái altcoin Nhưng mà bây giờ là một cái tình hình rất tốt Và Bitcoin cứ tiếp tục tăng Và cứ tiếp tục tăng từ từ là một điều rất tốt Đối với lại altcoin Và nếu như Bitcoin tăng mạnh Thì khi mà Bitcoin ngưng và bắt đầu trong một cái thời điểm tích lũy kế tiếp thì sẽ là một lúc tốt để cho những cái altcoin có sự tăng trưởng mạnh kế tiếp và tình bây giờ các bạn thấy được là chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi bitcoin coi coi tình hình kế tiếp sẽ như thế nào và chúng ta thấy là thuận đã đăng một cái thông tin cách đây không lâu trên twitter và hôm nay có rất nhiều thông tin mà thuận muốn chia sẻ với các bạn thì chúng ta nhìn vào thông tin mà thuận đã chia sẻ trên twitter cách đây khoảng chỉ một tiếng thì các bạn thấy được là thuận có chia sẻ là trong mùa bull market thì các bạn hãy nhớ thứ nhất là thủy chiều lên thì sẽ nâng tất cả các thuyền và thứ nhì đừng lầm lẫn bull market với sự thông minh cá nhân thì đi thường dành thời gian để mà chia sẻ về hai câu nói này thật ra hai câu nói này là hai câu nói mà nhiều bạn có đã biết tại vì hai câu nói này rất quen thuộc ở trong thị trường đầu tư tài chính và hai câu nói này là bắt nguồn từ hai câu nói tiếng anh nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mọi người quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và mỗi một số video đó thường đều có một cái playlist riêng nhưng mà nào mà muốn xem liên tục những cái video trong cái số đó thì cứ bấm vào playlist như các bạn thấy được là chúng ta có playlist của video 936, 935, 934 vân vân Mỗi một số đều có một cái playlist riêng Cho nên các bạn muốn xem liên tục thì bấm vào playlist sẽ tìm thấy cái thông tin này Và nếu như mà các bạn có hứng thú muốn theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội đó Các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin Như là Telegram Channel, Facebook Twitter, vân vân. Đây là những thông tin mà các bạn có thể tìm thấy bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới và theo dõi thùng Capital trên những mạng xã hội. Các bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và nếu như bạn là một trader, thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào, các bạn hãy tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng Capital. Trong đó chúng ta có những ưu đãi như là các bạn nhận được bonus, hay là các bạn sẽ được giảm phí giao dịch và đăng ký vào group nhận hỗ trợ khi các bạn sử dụng những dịch vụ này. Trong đó chúng ta có sàn SnapX, sàn MT, sàn Binance, sàn Bybit, Coinbase và dùng BlockFi ứng dụng mà các bạn có thể là gửi đồng crypto để mà nhận lãi và crypto hoa ứng dụng mà chúng ta thường hay sử dụng để mà xem tình hình on chain của thị trường như thế nào nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết thì chỉ cần bấm vào cái link bên dưới thì các bạn thấy được là thủy triều lên nâng tất cả các thuyền đó chính là tình hình các bạn thấy hiện bây giờ các bạn nhìn đi, trong thị trường bây giờ là có vô số và vô số những altcoin tăng trưởng cực kỳ mạnh và vốn hóa thị trường bây giờ đã lên tới 1,1 nghìn tỷ rồi, gần như là 1,2 nghìn tỷ và phần trăm của Bitcoin bây giờ trên thị trường là chiếm phần trăm là 60,5%, Ethereum là 16,4% và chúng ta thấy là nếu như mà một mùa altcoin thực sự đó thì cái phần trăm thị trường Bitcoin có thể giảm xuống chỉ còn có 35% mà thôi cho nên chúng ta vẫn còn con đường rất là dài để cho altcoin tăng trưởng trong cái mùa tăng trưởng này nhưng mà một điều các bạn cần định hiểu là nếu chúng ta nhìn tất cả những cái dự án này đi thì câu hỏi bây giờ các bạn thấy là ngày hôm qua so với ngày hôm nay những cái dự án này có gì khác biệt hay là các bạn nghĩ là những cái dự án này tuần này so với lại tuần rồi thì có gì khác biệt thì nếu như mà các bạn thấy là cũng như vậy thì tại sao mà tất cả những dự án này đều tăng trưởng một cách kinh khủng như vậy tại vì các bạn thấy được là câu nói là thủy chiều lên nâng tất cả các thuyền có nghĩa là chúng ta nói tới tình hình chung của thị trường và nhất là tình hình của bitcoin các bạn thấy là bitcoin tăng trưởng thì đương nhiên khi bịt con ngưng tăng trưởng thì tiền đó sẽ chạy vào những cái coi lớn và khi những coin lớn nó tăng trưởng như là các bạn thấy là những tuần qua chúng ta thấy những đồng lớn tăng trưởng rất mạnh như là chúng ta nói tới những cái đồng như là đồng Polkadot, đồng Chainlink vân vân và sau khi những đồng lớn tăng trưởng mạnh thì tiền sẽ chảy vào những đồng nhỏ hơn nhưng mà bất cứ trong một thời điểm nào nếu như mà bịch không có biến thì tình hình sẽ thay đổi cho nên các bạn thấy được là tình hình bây giờ là Tại sao những cái altcoin đều tăng trưởng mạnh? Tại vì Bitcoin tăng. Các bạn thấy được đây chúng ta đang nhìn vào một cái thời điểm gọi là bull market. Tất cả thị trường điều tăng, tinh thần rất tốt. Cho nên những đồng đều tăng theo. Đó là điều đầu tiên các bạn cần nên hiểu. Thứ nhì nữa là các bạn đừng lầm lẫn bull market với sự thông minh cá nhân. Thì điều này có nghĩa là các bạn có thể đang lưu trữ một số những cái altcoin nhỏ mà tăng trưởng rất là mạnh. Thì các bạn cần phải suy nghĩ là những altcoin đã tăng trưởng mạnh. Tại vì mình đã đón đúng cái altcoin nhỏ đó. Mình đã có những suy nghĩ tốt, mình rất thông minh, cho nên những cái altcoin nhỏ đó mới tăng trưởng hay là những altcoin nhỏ đã tăng trưởng tại vì thủy chiều lên, nâng tất cả các thuyền đó là điều mà các bạn cần phải suy nghĩ và các bạn thấy được là tới một thời điểm nào đó thì đương nhiên là cái mùa tăng trưởng là phải ngưng lại và khi mà điều đó xảy ra thì các bạn cần phải có một câu trả lời là những altcoin chúng ta lưu trữ đó có nên tiếp tục lưu trữ hay là không có thể các bạn lưu trữ những đồng như là Polkadot hay là Chainlink các bạn có thể nghĩ đây là những đồng mà bây giờ quá nhiều người yêu thích cái vị trí ở trong top 10 là bất khả xâm phạm thì các bạn cần phải suy nghĩ lại tại vì các bạn thấy được là trong đợt tăng trưởng của năm nay đó thì có rất nhiều những cái đồng bây giờ nằm trong top 10 mà trước đây không có và ngược lại năm 2017 cũng như là năm 2013 đợt tăng trưởng đó thì cũng có nhiều đồng bây giờ đã không còn trong cái top 10 này nữa như là chúng ta nói tới đồng NEO, đồng Lisk, coin vân vân rất nhiều và rất nhiều đồng và các bạn thấy được là những đồng mà trước đây được nhiều người yêu thích đó. bây giờ là một trong những đồng mà ít người nói tới như là các bạn thấy là đồng NIO NIO là một trong những đồng mà rất là nổi của năm 2017 và bây giờ các bạn thấy được là đứng hàng thứ 31 trong khi chúng ta đang ở trong một mùa tăng trưởng rất là mạnh và thay vào đó chúng ta có nhiều đồng mà chúng ta không thấy trước đây như là đồng VChain, Sushi, Cosmo, Tia, Synthetics Bitcoin SV, AV, Uniswap rất nhiều và rất nhiều đồng mới đã có mặt ở trong cái top 20 này mà trước đây không có cho nên các bạn cần phải có một cái sự suy nghĩ là các bạn có chấp nhận để mà lưu trữ những altcoin đó dài hạn hay là không Các bạn thấy được là những cái altcoin mà đã trải qua nhiều cái đợt tăng trưởng Trong đó chúng ta có Bitcoin, chúng ta có Ethereum, chúng ta có XRP, chúng ta có Litecoin Đây là những cái đồng mà đã trải qua ít nhất là một cái mùa tăng trưởng mà bây giờ vẫn tiếp tục giữ được vị trí của mình trong cái top 10 thì các bạn cũng cần phải nên hiểu là tại sao. Đây là cái điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Thì cái tay không có lâu các bạn thì được là cái tay 8 tuần thì có chia sẻ một cái hình mà có thể là nhiều bạn cảm thấy là mắc cười. Đây là cái hình nói là làm sao để lựa chọn token tốt trong mùa altcoin Thì các bạn thấy được là cái người này cầm cái súng nhưng mà lại nhắm cái mắt mà cần phải mở để mà nhìn Thì nhiều bạn cảm thấy nó rất mắc cười Tại vì có thể là ý nghĩa là trong cái mùa altcoin thì các bạn chỉ cần là nhắm mắt thì cũng có thể chọn được một cái altcoin mà có cái sự tăng giá thì nhiều bạn có thể cảm thấy đây là một cái điều thường nói để mà các bạn thấy mắc cười nhưng mà thật ra đó là sự thật đây là một dẫn chứng các bạn thấy được là trong mùa altcoin này thì chúng ta thấy được là đồng nào cũng có khả năng được pump hết mặc dù là đồng đó có hay là không có sự phát triển cần thiết chỉ cần đồng đó dễ được mua và có cộng đồng lớn thì sẽ có khả năng được pump trong khi các bạn thấy được những đồng mà tốt hơn có thể là không có cái sự tăng trưởng đó đây là cái tình hình thường thấy trong mùa tăng trưởng nhưng mà chỉ khi nào mà chúng ta bước vào mùa đông thì chúng ta mới thực sự biết được là những cái dự án nào những cộng đồng nào thực sự là có đủ lực để mà tiếp tục phát triển trong mùa đông và các bạn thấy được là những đồng mà không có sự phát triển như là các bạn thấy đài đồng Dogecoin vẫn có khả năng được pump rất là mạnh trong một mùa tăng trưởng đây là điều kế tiếp mà thượng muốn chia sẻ với các bạn. thì kế tiếp nữa có một điều khác mà thượng muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái tình hình của ngày hôm nay. thì các bạn thấy được ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nhận được những thông tin, những thông tin này là liên quan đến là có bao nhiêu những cái đồng ổn định được đưa lên trên sàn. thì các bạn thấy được là bắt đầu từ tối ngày hôm qua, Khoảng chừng là 10 giờ rưỡi tối giờ Cali, rồi sau đó là 11 giờ 41 phút tối, sau đó là các bạn thấy được là 4 giờ sáng, thì những thông tin liên tục cho chúng ta biết là vẫn tiếp tục có nhiều người và nhiều người đẩy những độ ổn định lên trên những sàn giao dịch và cái số lượng độ ổn định trên những sàn giao dịch bây giờ là rất là nhiều chúng ta hãy nói tới cái số lượng đó các bạn thấy được đây là cái biểu đồ của crypto khoan và cái đường màu đỏ này là bao nhiêu độ ổn định đang nằm trên sàn và các bạn thấy được chúng ta lại tiếp tục nằm trong một cái tình hình là chúng ta đang ở một cái đỉnh mới và chúng ta thấy được bây giờ có rất nhiều rất nhiều độ ổn định đang chờ sẵn trên những cái sàn giao dịch thì như hỏi thường là đây có phải là chúng ta nói tới cái số lượng độ ổn định mà người ta bán o con trên sàn mà có hay không thì không phải các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những thông tin mà thường thường hay chia sẻ ra đây những thông tin mà có những cái ví mà có độ ổn định bên ngoài họ nạp lên vào trong cái ví của sàn đây là cái thông tin mà chúng ta đang nói tới và có rất nhiều độ ổn định bây giờ bây giờ đó là các bạn thấy được là họ vẫn chưa có những cái nút bài thì họ đợi cái gì? Đương nhiên là họ đợi có cái giá tốt hơn. Cho nên nếu như mà chúng ta nói tình hình bây giờ mà có điều chỉnh thì đương nhiên là có thể có nhưng mà nếu như nói là điều chỉnh sâu và điều chỉnh đột ngột thì tới bây giờ thì vẫn chưa có những cái dẫn chứng nào cho thấy đó có thể là sự thật. Đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Thì cũng là ngày hôm nay chúng ta thấy được là công ty Michael Strategy lại đưa ra cái thông báo. Thông báo này các bạn thấy được là chia sẻ là ngày hôm qua, ngày 2 tây tháng 2 năm 2021 thì công ty Michael Strategy đã làm gì? Đây là cái đơn điền cho SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ. Mỗi lần mà công ty MicroStrategy có một cái sự kiện nào đó thì các bạn thấy được là sự kiện của ngày hôm qua là sự kiện gì? Sự kiện này là sự kiện công ty MicroStrategy lại mua thêm 295 Bitcoin với tổng số tiền là 10 triệu đô la tiền mặt. Và các bạn thấy được là cái giá trung bình mà họ mua đó là khoảng 33.810 đô cho một Bitcoin. Cho nên các bạn thấy được là đây là một cái công ty mà thu mua liên tục. Cho đến ngày 2 tây tháng 2 đó thì cái số lượng Bitcoin họ thu mua tổng cộng đã lên tới là khoảng 71.079 Bitcoin. Đáng giá bao nhiêu thì các bạn có thể thấy được là chúng ta thấy là đáng giá lên tới 1,1 nghìn tỷ hiện bây giờ. Và cái giá trung bình mà họ thu mua Bitcoin đó là khoảng 16.109 đô từ lúc mà họ thu mua năm ngoái, tháng tháng 8 cho tới bây giờ. Các bạn thấy được là đây là một trong những cái điều mà MicroStrategy muốn cho chúng ta biết là cái mức giá là 33.810 khi mà họ thu mua họ vẫn cảm thấy đó là một cái giá rất là rẻ và nói tới MicroStrategy chúng ta cũng đã biết là ngày hôm nay thì đã có cái sự kiện diễn ra ở công ty MicroStrategy khi mà họ có một cuộc họp với những công ty khác để mà chia sẻ về tại sao họ lại lưu trữ nhiều Bitcoin và làm sao để thu mua và lưu trữ nhiều Bitcoin trong công ty thì điều đó đã xảy ra ngày hôm nay kết quả như thế nào thì chúng ta thấy được là không có nhiều bài viết đưa ra chi tiết nhưng mà điều đó đã xảy ra ngày hôm nay thì chúng ta có thể có một số những thông tin trong vòng nhiều ngày tới đây là những công ty nào sẽ bắt đầu thực hiện cái kế sách của công ty MicroStrategy là lưu trữ Bitcoin trong ngân khố của công ty. Tại vì sao? Tại vì phần lớn là các bạn thấy được là nhiều người bây giờ vẫn đang lo sợ về lạm phát và nhất là cái số tiền được in ra để mà chống lại dịch bệnh lần này cộng với lại cái thời gian mà chúng ta đang nằm ở trong cái tình hình là lãi suất rất là thấp đây là một trong những yếu tố rất là quan trọng thúc đẩy nhiều người bây giờ để tìm kiếm những tài sản lưu trữ giá trị thay vì là giữ tiền mặt tại vì các bạn thấy được là một công ty lưu trữ như tiền mặt thì cũng đồng nghĩa là các bạn thấy được là hàng năm sẽ bị đốt đi một phần trăm tại vì tiền sẽ bị mất giá để điều không thể tránh khỏi